một chiếc mic Podcast không dây nhỏ gọn. Hiện tại thì các công việc như là content creator, TikToker hay là những người review đang rất là thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Và cái mic là vật dụng chúng ta không thể thiếu trong quá trình mà chúng ta quay hoặc chúng ta xét tạo nội dung. Trên tay mình hiện tại đang là Sony ECM S1. Cái điều đặc biệt của nó ở đây là không dây. Chiếc mic này giúp cho chúng ta tối ưu hóa được cái không gian setup của mình, tại vì nó không dây. Cái mic không dây chúng ta sẽ có bộ phát và bộ nhận. Thì cái bộ này bộ phát và bộ nhận nó được sẽ cắm đi thẳng vào hot shoe của các dòng máy, đặc biệt là dòng máy của Sony, nó sẽ đi thẳng vào hot shoe luôn và chúng ta không cần dây nhợ. Sử dụng rất là đơn giản. Ở đây chúng ta có một cái nút on off. Kế tiếp là một cái nút mute. Hai bên hông nó là hai cái núm vặn để chúng ta điều chỉnh độ nhạy của mic. Ở trên là điều chỉnh độ nhạy của mic và ở dưới sẽ là điều chỉnh âm thanh đầu ra khi mà chúng ta cắm tai nghe vào. Thì ở đây trên đây nó có cả đèn led hiển thị mức độ âm thanh nữa, nhưng màu trắng là vừa, màu cam là hơi lớn và màu đỏ nó là âm thanh nó sẽ bị bể đi đó. Thì ngoài sau thì chúng ta sẽ có được là những cái mode chọn. Ở đây chúng ta có low cut, noise cancelling và ở đây chúng ta có ba cái mức để chọn thu âm. Thứ nhất là thu âm trên đỉnh, thứ hai là thu âm mặt trước và thứ ba là thu âm toàn 360 độ. Như bây giờ thì các bạn thấy mình đang đứng ở ngoài trời, ở trên có những cái tiếng ồn, thứ nhất là gió và tiếng cục nóng của máy lạnh đó. Thì mình cũng đang cố mô phỏng là những cái tiếng ồn mà trong môi trường làm việc của chúng ta ai cũng có thể gặp được. Thì cái mic này nó có một cái chức năng rất đặc biệt, đó là noise cancelling, tức là chống ồn. Và khi chúng ta bật nó lên, đây mình bật nó lên và chúng ta sẽ thấy được là cái hiệu quả của sự chống ồn này thì cũng phù hợp dành cho mọi người mà khi cái môi trường làm việc của chúng ta cần thu âm và chúng ta đang muốn cái tiếng ồn nó giảm thiểu tối đa nhất. Cái con số để chúng ta đổi lấy được sự nhỏ gọn để có một cái chất lượng âm thanh tốt như thế này là hơn 10 triệu. Vậy thì các bạn có thấy nó đáng hay không?